Ơi, mình thấy bạn đang ở trên nhóm học hộ ấy, thì mình cũng đang có nhu cầu là thuê người đi học hộ. Có những cái gói nào không? 100.000 một tiếng. Anh xem cái tiêu điểm vừa rồi rất là chú ý, bởi vì anh cũng đang rất cần nhờ người thi hộ. Anh Anh mà lại á? thi hộ? Anh có số điện thoại. Xem kỹ đến mức mà có cả số điện thoại luôn. Bạn ơi, mình có ở trong group của các bạn ấy, mình đang có nhu cầu nhờ người thi hộ. Bạn cứ nói đi. Mình cần nhờ người thi hộ có kiến thức tổng hợp một chút, không cần quá sâu, nhưng mà biết cả tự nhiên lẫn nhiều toán lý hóa, lại biết cả văn sử địa nghệ thuật một tí nữa. Ừ. Nhưng mà khoan 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 nghe đã, một người có kiến thức chung vững vàng là được thôi, chứ cũng không cần phải quá sâu đâu. Bài này là bài thi trắc nghiệm, có 15 câu hỏi, trả lời càng nhiều càng tốt, điểm càng cao thì mình sẽ trả cho bạn càng nhiều tiền. Nếu mà trả lời đúng ở câu số 15, bạn sẽ nhận được 250 triệu. 250 triệu cơ? Hai trăm Quy là năm mươi bao nhiêu triệu phần trăm trong số đấy hay là tất cả hay như nào? 250 triệu bạn cứ nhận tất thôi. Cho cụ thể thông tin bạn cần có À, cần từ 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 từ, quan trọng gì nữa về là đúng nếu mà khó quá thì bạn lại có thể gọi điện cho người thân cơ. Cái cuộc thi này nó lại hay. gọi điện thoại cho người thân á? Nghe quen quen nhỉ. Đấy là cái cuộc thi gì ạ? Tôi nhờ bạn thi cuộc thi là Ai là triệu phú, bạn thi được không? Ê, không bị rảnh à? Ok, vẫn còn ba sự trợ giúp nữa cơ, ở các mốc là 10, 15. Thi hộ cái. Kính chào quý vị, đây là chương trình lướt trên VTV Go. Tôi là Quốc Khánh và ngồi cạnh tôi hai người bạn đồng hành Hải Yến và Sơn Lâm. Sơn Lâm chính là người đã dẫn chương trình tiêu điểm ngày hôm đó về việc học hộ và thi hộ. Câu chuyện mở đầu ngày hôm nay hầu hết là chỉ là giả tưởng, nhưng mà nó có một câu chuyện thật ở đây, và kể cả câu chuyện của tiêu điểm đó cũng vậy thôi. Tức là có những cuộc thi ở trong cuộc sống của bạn, những cuộc thi ra tiền thực sự, bạn không thể nhờ người thi hộ được. Vậy nên hãy cố gắng thi thật tất cả những cuộc thi bạn đã có trước đấy trong đời. Quay trở lại với tiêu điểm học hộ thi hộ phát sóng vào thứ 6 tuần trước trên VTV1, chương trình chuyển động 24 giờ, một trong những chương trình có rating cao nhất trên sóng của VTV. Thì chỉ trong một thời gian rất ngắn đã được chú ý ngay lập tức, một hiệu ứng lan tỏa rất là lớn, có hơn 1 triệu lượt người xem. Sơn Lâm cũng là người dẫn tiêu điểm ngày hôm đó, nhưng đằng sau là cả một bộ phận phóng viên đi thực hiện tiêu điểm này. Trước hết là em phải thắc mắc một điều nhá. Anh Lâm, em hỏi là cái bạn mà hôm đấy bạn ý đến làm nhận làm người thi thi hộ ấy, có đúng thật sự là bạn ý là chính là cái bạn ấy là người đi học hay không? Tại vì tại những người học giỏi thường là người ta sẽ không 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 giao tiếp tốt lắm đâu. Em cảm nhận như thế. Này, không thể nào mà cái cam kết ấy nó còn chuẩn đến mức như này anh Khánh ạ, tức là nó thành mức giá luôn. Ví dụ từng gói bây giờ nhận đi học mà đi thi không bao điểm, tức là điểm bao nhiêu cũng được, thì nó là từng ngày tiền. Nếu mà điểm mà từ 6 đến 7 điểm thì là từng ngày tiền. Nếu điểm mà từ 7 rưỡi 8 gì 9 gì đấy thì nó là từng ngày tiền. Tức là bạn ấy có thể thậm chí là chủ động được cái số đúng điểm rồi bạn ấy muốn. Anh nghĩ là khán giả cũng rất nhiều người có lẽ là có thể đã bỏ qua tiêu điểm, bởi vì phát sóng vào buổi trưa ngày thứ 6, một ngày vẫn đi làm việc bình thường. Mình xem lại đoạn hai người nói chuyện với nhau, phóng viên của Chuyển động 24 giờ và cô bạn đấy, mình sẽ giải đáp thắc mắc, mình phân tích một chút về thắc mắc của Yến với cả của Lâm xem sao. Thế chị đi thi này lâu chưa? Cho nhiều lắm rồi, thi từ lâu ngoái cơ ạ. Nhưng mà thi này không được bắt đâu được. Không á? Trộm vía. Nhận thấy sự nghi ngờ về kết quả dịch vụ từ phía phóng viên, người nhận dịch vụ này ngay lập tức đưa ra chứng cứ là kết quả của những lần học và thi hộ trước đó, kèm theo những cam kết khá rõ ràng về điểm số đầu ra của dịch vụ chui này. Anh nhận từ giờ 8 rưỡi cho đến 8 ạ. Đấy là những cái điểm em có thể đạt được trong đấy. Dưới con số đấy thì em sẽ trả lại tiền, trả lại một lửa. Hoặc là 7 điểm rưỡi cho đến 8 thì em sẽ nhận tầm 600. Nếu mà không đạt được thì em sẽ trả lại tầm 50-30% tùy điểm ở đấy. Còn đợt em có nhận không bao điểm thì có 400-500 thôi. Đây là lịch thi của mấy hôm tới. Em làm thạc sĩ Vân Anh này, tầm 6 môn hay sao ấy. Đây là lần trước em thi chị em nhận đất hôm này luôn. Đấy, anh thấy không? Tóm lại nhá, từng hạng mục điểm là bao nhiêu tiền nhá, bạn ấy có thể chủ động được. Có một cái người có nhắc đến ở đây tên là Vân Anh. Và cô gái này không chỉ giúp Vân Anh một môn, 6 môn. 6 môn. Là bạn ấy học giỏi thực sự đấy. Nhưng những người mà thông minh thì bây giờ anh mới nhận ra là không đồng nghĩa với việc khôn. Thật nhá. Bởi vì đây là giải. Mọi người có thấy thế không? Tại sao mà có thể nhận một cách đơn giản như này, nếu như ngồi ở đây không phải là phóng viên, các bạn ấy còn phải làm thẻ sinh viên giả để có thể thi được. Chính xác. Và đây là một hành động trái pháp luật.
và họ mạo hiểm cuối cùng số tiền nhận được có thể chỉ là 600.000 đồng. Thực ra thì cái bạn phóng viên mà đi trực tiếp gặp với cái cô bé mà cung cấp cái dịch vụ thi hộ này, bạn ấy cũng không mất quá nhiều công sức để gặp. Nói chung là cái việc tìm kiếm này và liên hệ, chúng tôi thấy một cái dịch vụ khá là mở, khá là công khai. Lý do cụ thể để bạn ấy gặp ấy chỉ là muốn đưa cái thẻ sinh viên. Đó, thì là gặp được ngay. Khi mà em nhớ là ngày xưa em học ấy là học theo lớp ấy, học theo lớp kiểu một lớp thì nó chỉ có từng ngày học sinh và thầy cô sẽ nhớ mặt hơn. Nhưng mà bắt đầu em sang học năm thứ 2, năm thứ 3 đã bắt đầu chuyển sang học lớp tín chỉ. Có nghĩa chính là xác. Tất cả bao nhiêu lớp là lớp, đúng không? Là học hết cả trong một cái giảng đường rất là rộng. Và có khi là thầy cô giáo không thể nào mà nhớ được. Nhưng đúng thật, bây giờ học theo tín chỉ và các thầy cô không thể nhớ được mặt của sinh viên. Đấy là một cái kẽ hở rất là lớn. Nếu như bây giờ nhá, nhận diện bằng vân tay, cái đấy là có thể rồi nhá. Được áp dụng cho việc thẻ sinh viên, chạm một cái rồi vào thi. Có thể được chứ, đúng không? Em thấy là người ta cũng có câu là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò ấy. Tức là cuối cùng vẫn có đường lách, đúng không? Kiểu gì lách. Ngày xưa anh cũng nghĩ là văn học hoặc một vài môn khác kiểu như sử địa chẳng hạn. Mình có thể học vẹt, thậm chí có thể quay bài để có thể qua được môn. một chút. Nhưng càng về sau này khi làm công việc của chính mình, anh mới thấy những môn đấy hay. Bởi vì mình lớn lên rồi, sau đấy mình thấy là nó rất cần cho công việc của mình. Em viết lời dẫn, tất cả những thứ khác. Em ngồi nói chuyện ở đây, từ ngữ mà em sử dụng là bởi vì em đọc nhiều. Thật ra đúng em nghĩ rằng là không có môn nào là chán đâu. Một phần nó ra cách là mình tiếp nhận ấy. Nó học theo một cái cách khác thì nó sẽ khác. Thực ra thưa quý vị, khi mà theo dõi rất nhiều những chương trình trong tuần qua, tôi mới thấy rằng là khi mà các bạn sinh viên bước ra từ trường học và bước vào cuộc sống, họ sẽ phải tham gia vào những cuộc thi, và thậm chí là cuộc thi ở trên truyền hình này thôi cũng cho thấy là bạn sẽ không thể nào thi hộ ở trong rất nhiều chuyện quan trọng của cuộc đời này. Thế thì những cái sản phẩm nào sẽ dành để dễ quảng cáo đánh nỗi sợ hãi? Đa phần những sản phẩm đều có một cách để khai thác về nỗi sợ. Và em cũng xin được trả lời cái câu hỏi trước luôn, đó là đối tượng nào. Thì em nghĩ đối tượng nào mình cũng có thể đánh vào nỗi sợ cả. Bởi vì có người nào mà không sợ một cái thứ gì đó trên đời. Cái hình thức quảng cáo dựa trên nỗi sợ hãi, nó sẽ tùy thuộc vào cái sản phẩm mà mình đang muốn marketing là gì, và đối tượng mà mình hướng tới là gì, cũng như concept mà mình, cái sợ hãi mà mình muốn mang đến cho cái quảng cáo này là gì. Ví dụ như quảng cáo Ferrari có đánh được vào nỗi sợ hãi không? Dạ có, em nghĩ là có thể là một nỗi sợ về sự an toàn chẳng hạn, hoặc là về tốc độ. Có yếu tố nào mà mình target đến yếu tố an toàn không? Ở bậc mấy, em nhớ không? Nhớ không nhầm thì nó ở vị trí thứ hai thì phải. Rõ ràng là anh Dũng đưa ra cho em một thương hiệu nó đang ở level cao nhất, và em lại đưa ra là có thể làm được ở cái level thứ hai. Nó đã có cái độ lệch nhau rất nhiều rồi, và anh chắc chắn anh dám khẳng định là không bao giờ họ đi theo hướng là quảng cáo dựa trên nỗi sợ. Đoạn này hay, đoạn này mới hay. Có chứ, tại vì mọi người đôi khi suy nghĩ là sợ nó là cái gì đó rùng rợn thôi, sợ không sở hữu được chiếc xe đó. Nó từ số 1 tới... Bạn ấy trả lời cũng rất tự tin, nhưng sau đấy thì gặp một sếp khác lại bẻ hỏi. Lại em cứ nghĩ xem, bài đấy mà nhờ học hộ thì thôi thì thôi thì thôi, hôm nay là quê ơi là quê, đúng không? Thật thi thật đấy, cả hai bạn em thấy profile đều khủng hết. Nhưng còn thú vị hơn khi mà đến cái cuộc thi của cuộc đời, đây là cuộc thi sẽ trả lương cho bạn, thì đến tận hai sếp còn cãi nhau. Đúng. Còn tranh luận với nhau. Ra ngoài đời có ai dạy cho em, có cuộc thi nào dạy cho em phải hài lòng hai sếp không? Em đang nghĩ đến một điều thế này. Em đang nghĩ đến gắn cái này vào cái phóng sự, vào cuộc cái thi hộ tiêu điểm à? Kia. Thì thôi, thì đây nó chính sẽ là... có một ý thế này. Nó sẽ có một ý thế này. Làm thế nào để ngăn chặn được cái vấn nạn này? Tất nhiên mình không thể nói hoàn hảo đâu nhá, nhưng làm thế nào để ngăn chặn được thì có một cách. Hãy cho các bạn sinh viên, đặc biệt là những sinh viên đang có trong đầu cái suy nghĩ về việc học hộ thi hộ, xem thật nhiều những cuộc phỏng vấn xin việc. Bởi vì họ sẽ biết rằng là lúc đấy họ không thể nào sống được qua một cái lớp gọi là học hộ thi hộ. Trước khi vào đài thì em cũng phải kinh qua tầm 5 công ty rồi. Ngày xưa khi mà em học em rất tự tin, em bảo là hồi đi học em sẽ cố gắng để em đạt thành tích nọ, thành tích kia, đạt được những đoạn điều kia. Nhưng đến lúc mà em đi xin việc lần đầu tiên, em vẫn y hệt nhớ cái câu đấy là kể cả em có nhiều thành tích như thế nào đi chăng nữa thì khi khởi đầu vào công việc này thì mức lương của em cũng chỉ như các bạn bình thường khác thôi. Đó là mức lương 7 triệu vì em chưa có kinh nghiệm gì cả. Đó, thì khi mà em làm ở đây và sau một năm em phải chứng tỏ được là tất cả những cái thành tích em đạt được không chỉ nằm ở trên giấy nữa thì em mới được tiếp tục xét lên lương, còn không thì bọn em cũng không thể tiếp tục ký hợp đồng với em được nữa. Lúc đó em mới nghiệm ra rằng là đúng là mình cần phải học tập rất là nỗ lực.
có thành tích tốt. Tuy nhiên thì khi mà mình ra ngoài đời mình đi làm thì cái cốt lõi quan trọng đó là cái năng lực thực sự hiệu của mình, quả đến hiệu đâu, quả mang lại của mình được bao nhiêu đâu. Tiền. Lại nói về các cái cuộc thi truyền hình anh vẫn phục. Ví dụ như là trong đường lên đỉnh Olympia năm vừa rồi, mọi người nhớ là cũng trong một chương trình lướt này, mình nhớ có bạn ở Hải Phòng đúng không? Đúng rồi, bạn gì nhỉ? Trọng Thành, ba câu thuộc ba lĩnh vực khác nhau. Lựa chọn của em sẽ là 20, 20 và 30. Câu hỏi đầu tiên của bạn như sau. Một số nguyên dương là hoàn hảo nếu nó bằng 2 lần tổng tất cả các ước số dương của chính nó. Hãy tìm một số hoàn hảo có 2 chữ số nhỏ hơn 30. Câu trả lời của em là 28. Một câu trả lời rất nhanh. Và các bạn thí sinh còn lại không còn cơ hội. Chúc mừng Trọng Thành.